Lazada vừa ký kết hợp tác chiến lược với 40 nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam, bao gồm nhiều lĩnh vực. Thỏa thuận này nhằm mang đến một xu hướng mới trên thị trường bán lẻ Việt Nam, đó chính là xu hướng cùng hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa các nhà bán lẻ offline truyền thống và các nhà bán lẻ online đang ngày càng ăn nên làm ra. Ngày 9 tháng 9, 40 nhà bán lẻ Việt Nam và trang thương mại điện tử Lazada vừa ký thỏa thuận đối tác chiến lược. Đây là những nhà bán lẻ trên nhiều lĩnh vực, bao gồm các tên tuổi như điện máy chợ lớn, Trần Anh, Home Center, Kangaroo, Sơn Kim, Động Lực Sport, P&G, Tutti Care, Kid Plaza. Với thỏa thuận này, người tiêu dùng có thể mua sắm trực tuyến thông qua kênh bán lẻ online Lazada mà vẫn có thể lựa chọn mua sản phẩm từ các thương hiệu uy tín trong số các nhà bán lẻ này. Ông Alexander Daddy, giám đốc điều hành của Lazada cho rằng thỏa thuận này mang lại lợi ích cho cả ba bên, người tiêu dùng, Lazada và chính các đối tác bán lẻ. Các bên cùng có lợi trong hợp tác này trước tiên là khách hàng. Khách hàng muốn sản phẩm chất lượng, muốn mua từ thương hiệu uy tín, muốn được giao hàng nhanh nhất. Với sự hợp tác với các nhà bán lẻ, chúng tôi có thể đáp ứng được tất cả các điều này. Ví dụ như Kangaroo, trước đây chỉ có thể mua offline, giờ thì có thể mua online. Với các nhà bán lẻ thì họ có thể tiếp cận khách hàng xa hơn. Ví dụ như Kid Plaza, họ không có cửa hàng ở Sapa, nhưng giờ đây thì khách hàng ở mọi nơi trên cả nước vẫn có thể mua trên khắp cả nước. Còn sẽ ở góc độ nhà bán lẻ, đại diện của Home Center cho biết, khi hợp tác cùng với các nhà bán lẻ online như Lazada, giúp cho các thương hiệu mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên phạm vi toàn quốc một cách nhanh chóng, nhờ hệ thống khách hàng khổng lồ của Lazada và dịch vụ thương mại điện tử nhanh chóng và tối ưu. Nhờ đó mà doanh số bán tăng trưởng rất tốt. Theo số liệu của Google và Goldman Sachs, quy mô thị trường thương mại điện tử của Việt Nam đến năm 2025 có thể đạt đến 8 tỷ đô la. Hiện Lazada đang là trang có số lượng truy cập nhiều nhất với 47 triệu khách hàng trực tuyến, theo báo cáo của WeAreSocial vào quý 1 năm 2016.